đều. Em thấy được rồi đó anh Hải ơi. À? Đây đưa qua bên đây em có cái cỏ nè, em quét sơ sơ cái nó là rồi. Đầu ghép vô lòng cánh. Cái dặn này qua đây cũng được gì hết ta? Dạ hình như là mỗi cái là nó cái khóa lồng riêng ở trong anh. Cái khóa lồng của Senko nó khác thằng kia. Khác hả? Khác. Trên Senko còn khóa lồng nữa, anh cứ sử dụng cái khóa lồng của nó. À, mình lấy cái vòng mình dặn vô đây. Dạ đúng cái, rồi. Cái lồng này dặn vô đó không được. Không được. Thử dặn được cái mình đổ nguyên bộ luôn. Này em quay anh Hải lên nè. Cho anh Hải lên TV luôn nha các bạn. Đó, gắn lòng sao. Gắn khóa lòng vô nè. Này là tháo cánh quạt với cái lòng quạt của ICA nè. Tháo gắn qua quạt Senko. Cái này giáp thiết dữ rồi nha. Ông cánh ASEAN nó quạt im lắm anh. Cái cánh nó quạt đầm lắm luôn đó. Cái này hả? Đúng rồi. Quạt đầm hơn cánh Senko nữa đó. Anh ơi dặn ngược chiều kim hồ à. Có nhiều người lộn cái đó hoài là dặn hoài không ra luôn á. Ồ ngon he. Senko. Bật Senko lòng với cánh là của Asia. Ở đây là không được hàng. Ồ quả đẹp ha. Ngon. Tu bật thử im là im rồi đó anh. Ngon rồi đó. Cái này thì gắn vô cái kia. Còn mấy cái này thì để lấy linh kiện.